Đúng rồi. Anh lựa cho em cuối cùng. Cái nào cũng được. Đây, các bạn mình sẽ gặp bún ra tô. Bữa nay nhà mình sẽ ăn bún mắm các bạn. Không phải, bún ốc. Bên này. In box alone. Kind of, yeah, kind of open box. Xem xem chung với bạn. Bye bye. Đúng rồi. Rồi có nước mắm với lại ớt xanh các bạn. Còn đây thì nước chấm mây đã pha sẵn à. Đây là ốc đây các bạn. Nói chung là làm ốc này là món này là cái ốc này là khó. Không phải là khó mà là nó lâu. Tại Mary không thích cái bụng ở trong này, nó không phải là cái bụng. Giống như là ngay cái miệng nó là Mary phải cắt từng con luôn. Thành ra nó lâu. Dạ. Thành à. Thì Mary xào ở trong này thì có để tương ớt, tương cà nè, muối tiêu này kia. Ăn cho hết. Ăn xong rồi nói cho ba biết tại sao con thích đi đâu. Yes. Con không biết. Chuyện nào con biết thì ba dẫn con đi. Con không biết. Con nói con không biết là con biết mà. Con không biết. Con về cái đấy. Ừ. Phải xe ạ. No. No. That didn't count. Why don't I have to say nước á. Nước hơi lạc. Hơi lạc. Nhưng mà nấu bữa nay mời cái là thấm rồi. Mời là dừa. Rồi, để ớt kia rồi. Ớt kia nước mắm. Ăn hết chưa nè. Xem nè. Mời các bạn ha. Trong miếng nè. Trong miếng rồi. Uống xong rồi ăn ha. Mary thì thích ăn cái giá nhưng mà giá trụng nên thành ra Mary để giá trước. Ăn hết đi. Ngon quá. Nãy anh định mua chả lụa của nãy không biết tụi nó ăn không không mua. Đâu rồi không có tiền tên gì con. Ok. Nghe tao mày hiểu chứ. Tao. Tao đi ăn. Daddy was born in Canada. He didn't know that word before. I know daddy born in Canada. Daddy not born in Canada là you. Yeah, but you didn't know that word before. I understand. Họ sẽ không có bao giờ nói tiếng Anh. Nếu mà nói giống như là mình đi, ví dụ như là Mary nói với chuyện với Tammy đi, mà nó không hiểu cái một hồi là Mary sẽ nhảy qua tiếng Anh giải thích cho nó. Mà giống như người lớn thì họ sẽ không không hiểu thì ngồi đó giải thích chừng nào hiểu thôi. Chừng nào biết thôi. Mà bà nhớ bà ngoại không? Bây giờ mày hiểu không hiểu tao nói cho mày hiểu. Nói cho mày hiểu thôi. Nhưng mà giải thích. Nếu mà bà tàu bên này nè, sáng nhặt đồ á, bà anh không biết tiếng đầu nè, bà còn tiếng đầu không? Rồi bà hỏi,
Bây giờ bạn nói một câu gì, tiếng câu cuối cùng kia kiểu mày hiểu tao nói chứ nó. Ây da, ây da, cái em quất đây, ây da, gồ. Hồi trước My thì thấy bà ngoại của My mẹ mình á, con nít hoặc là người lớn lớn nhỏ nhỏ hơn xíu á, ý là già rồi nhưng mà kiểu không quá già, còn biết xài phone, biết coi tivi cũng còn đỡ. Chứ mà giống như bà ngoại của My hồi trước á, trời ơi, sáng sớm thức là ngồi ngay cửa sổ thôi các bạn, nhìn người ta đi ra đi vô đi làm này kia á. Mà một ngày như vậy đợi lâu lắm á các bạn, đợi người đi làm về. Xong rồi nhiều khi á, người đi làm về á thì cũng bị đi làm xong mệt, cũng bị stress. Mà người lớn ở nhà á thì cũng đợi người làm về để mà nói chuyện, xong nhiều khi không nói chuyện được. Thật sự buồn lắm luôn á, nguyên ngày đợi trời ơi, dài lắm các bạn ơi. Còn mình á, bây giờ á, thời gian tính ra là thời gian chơi nó nhanh, tại trên phone á, nhiều khi mình coi một cái video thôi, nhất là trên Facebook hoặc là trên TikTok, một hồi nó nhảy qua video mới coi, nhiều khi cả tiếng đồng hồ rất là nhanh luôn. Còn người già ngồi đó mà đợi giống như là đếm, trời ơi. Qua đây còn trẻ, ok. Nên hả, các bạn, nếu mà có người già ở nhà ráng chỉ cho mấy bà ông bà coi YouTube này nọ, lên internet, chỉ cần ông bấm thôi lên internet để coi. Hoặc là các bạn có trên tivi cũng được, có người nói chuyện cũng đỡ các bạn à. Các bạn đừng có tiết điện, họ buồn lắm. Mở cả ngày kệ nó, giống như là kiểu như là kể cái tivi nó một ngày nguyên đó. TV còn đâu nhiều tiền. Tiền điện thì biết là sẽ tốn hơn, nhưng mà buồn lắm á. Tháng thôi. Hoàng chỉ họ cách mở tivi xong rồi coi này coi kia vui. Chủ yếu là chỉ họ bấm internet. Bấm sao lên cái phone chỉnh qua tiếng Việt rồi bấm sao lên màn hình coi là được rồi. Không rồi cho cái iPad cũng được. iPad thì nó sẽ dễ hơn, vô YouTube thôi. Mấy cái video mà mình đã coi á thì nó sẽ hiện lên khi mà họ ra video mới chẳng hạn. TV cũng vậy. TV cũng vậy, nhưng mà ý là người già nhiều khi giống như Netflix đi. Mình mà đang coi Netflix đi phải bấm vô YouTube này kia, họ không biết. Họ không biết bấm. Nên thành ra iPad là dễ nhất. iPad Samsung nào cũng được. Nói chung là iPad thì mới thấy nó cái màn hình nó bự hơn á, nên thành đam mê hơn. Đó, Samsung nó có Samsung Galaxy S. Cũng bự á. Ồ, thay tháp chứ. Khá lộn. Đây buồn chắc bà. Ở đây á, không có ai nói chuyện mà. Thậm chí là đi ra ngoài đường cũng không phải là bắt chuyện ấy đâu. Hàng xóm cũng nhiều khi gặp cũng 2 rồi 3 giờ thôi, cũng không có người tám đâu. Không phải giống như Việt Nam. Việt Nam uống ly phê là tốn 3 ly phê khác. Em nói gì kìa, ở đây chạy hay gì? Ở đây uống phê ngon hay hơn Việt Nam á. Được hơn em nói á. Giỏi hơn. Nó làm đi chọc thôi. Im đi chọc lạ. Bên Việt Nam á, uống cà phê là phải ngồi trên bàn, uống từ từ nhẹ nhàng, ngồi thổi, ngồi quậy từ từ. Trong khi bên này á, uống cà phê là đi mua xong rồi nó còn nóng hổi, uống cái bụp. Vừa lái vừa uống. Cà phê chạy. Mua ghé đi mua phê nhiều khi sẽ chảy giờ.
với lại mới đặc biệt thích, giống như là cái gia đình nào mà kiểu là cho người lớn họ hưởng thụ á, mới thích vậy. Mà nói thiệt nha, nhiều người như ở Việt Nam đây quản bây giờ tuổi giờ quản mà dạng sáu mấy tuổi rồi quản. Nói thẳng là nhiều người như nghĩ thương bỏ lãnh ba mẹ quá, nghĩ thương họ gì chứ thật sự 90% không thương họ. Không, anh nói vậy không đúng. Nói không thương thì không đúng. Thương, nhưng họ nghĩ thương nhưng mà thật sự thật sự là giống như mình hại họ. Cái này giống kiểu như vậy đó. Ý là tại bên này nó buồn lắm các bạn ơi, không phải là nói chuyện được đâu. Mới cảm thấy người già á. Nếu mà giống như là họ muốn đi á thì là một cái vấn đề khác. Họ đi du lịch qua trước. Dạ. Chứ còn để mà ở thì mới cảm thấy người già tội nghiệp lắm các bạn ơi. Bà nói đây. Mới thì thấy ở đây thì giống như là mình ở đây cho con nít để mà họ học hoặc này kia có tương lai hơn. Lên uh-huh. Okay. Còn người già thì có thể là qua chơi, qua du lịch thì được. Chứ mà qua ở thì cảm thấy tội. Buồn lắm các bạn. Cả anh thôi, cũng vậy thôi. Thậm chí mới á, bản thân mới lâu lâu mới vẫn nghĩ tới chuyện xí Việt Nam các bạn, muốn về Việt Nam. Nhưng mà có con rồi thì khác các bạn ơi. Giống chưa? Như là nếu mình về Việt Nam giống như mình ích kỷ á, không lo cho con của mình để mà con của mình có tương lai tốt hơn, đi học này kia. Nghĩa là có cái loại cái gì ta, bôi trước khi mà make up á, mình bôi lên thì cảm giác nó rất là mịn luôn. Nói chung da của mình đẹp thì không đẹp nhưng mà nó mịn hơn nhiều hồi trước xài tầm bậy tầm bạ quá. Bây giờ là nhiều người kiểu như là nói maybe là xài cái này xài cái kia tốt, mươi cũng không dám nữa các bạn ơi, mươi chỉ xài cái nhưng mà nói thật anh nói con cái đi. Dạ. Để nói thử nói đúng không nè. Rẻ mất anh không biết nhưng mà xài nếu mà cái nó mỹ phẩm rẻ có thể hợp với cái da này. Nhưng mà hợp với người này không chưa chắc là hợp với người kia, tại cái da của mọi người có độ khác nhau. Anh không phải là bác sĩ nhưng mà anh như cái nói đơn giản là da anh khô ế, nhưng mà da em lại có chất nhợt, nó khác nữa. Bây giờ họ nói cái đó tốt, thật sự tốt, chung quanh nó không tốt, nhưng mà tốt cho họ. Cũng vậy. Tốt mỗi người mỗi khác các bạn ơi. Nhiều khi có nhiều sản phẩm, mới nói thiệt nha, có nhiều sản phẩm nó mắc tiền nhưng mà xài lại không có hợp với mình, ý là vậy đó, không có hợp. Nhưng mà có nhiều cái thì nó rẻ nhưng mà nó là hợp. Quan trọng nó không bị ảnh hưởng gì được rồi. Thôi các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye. Bye bye. Bye bye.